Như các bạn biết thì đây chính là hacker đỉnh nhất trong lịch sử Blackfoot and Crazy Lion. Và hôm nay mình sẽ sử dụng những cách cực kỳ sốt trong Blackfoot để mọi người có thể nghi ngờ mình là hacker. Xem thử coi liệu trong những cách này có cách nào có thể khiến mình bị ban thiệt sự hay không nha. Ok, đầu tiên mình sẽ ra server thường. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái hack đỉnh cao nhất các bạn biết đó là gì không? Chắc chắn là hack auto farm mà. Vô các bạn thấy mình giống mấy thằng auto farm bye bye anh trời không? Oh shit, nhưng mà mình không thể điều khiển được. Cơ thể mình không nghe lời mình nữa rồi. Đừng mà. Và hiện tại đây, chúng ta đây có một đối tượng khá là dễ dụ để mình thử xem là mình bay bay một vòng coi nó có tưởng mình hack không. Đâu quan tâm là anh ơi. Ờ à, thấy anh hay gì kìa, nó thấy anh kìa đúng không? Ê, à, mình có thể ngừng cái việc farm lại tí không vậy? Hacker nè mày. Hacker nè. Nó cũng hack nữa kìa. Ui, thằng này mới là hacker các bạn ơi. Thằng này mới là what hacker nè. Fuck. Không thể nào bạn hack uy tín vậy mà tụi nó lại nghi ngờ được. Ơi, có thằng kêu hack kìa. Ơi, ơi, có thằng kêu hack kìa. Ôi, đâu, thằng đó đâu. À vô hack, hai ba thằng bu vô anh luôn rồi ba. Bị bọt thêm. Ai đừng quay tôi mà. Ôi, đừng có để lộ tên nha, bị bọt đó. No way bro, mình trốn đây. Ôi, thằng kia bị bọt luôn rồi kìa. Anh nói là giỡn đi. John là giỡn đúng không? Tại sao tự nhiên ở ngoài không ai quan tâm bay vô cà phê cái hai ba đứa gì bọt vậy? Hai phút hả? Em phản bội em anh à. 1 minute later. Ờ nhưng mà sao khoảng 1-2 phút đứng trong đây thì mình vẫn chưa bị ban nha. Có vẻ như ba phiếu rồi bọn vẫn không thể nào làm khó được mình. Nên là bây giờ chúng ta sẽ đến với bảy hack tiếp theo. Đầu tiên chúng ta cần phải TP căn phòng này đã. Ui no bro. Thì xin giới thiệu với các bạn, đây chính là bản hack bất tử, có nghĩa là mình sẽ không thể nào bị đánh bại bởi những người chơi khác. Và tin mình đi, điều này có thật 100% nha. Nhưng mà đầu tiên mình cần phải lên khỏi chỗ này cái đã. À thôi, sao mình không nghĩ ra cách là sử dụng cái bo tò ta. Ui fuck, không xài bo tò được. No way bro, what? Nè bro, nguy hiểm vậy. Vậy là cái hack này sẽ khiến chúng ta không thể nào sử dụng được cái bo tò nha các bạn. Bình thường, ui thu xương rồi Gontacha. Ở đây nói chung nhiều thằng lắm, sao nãy giờ nghe tiếng BBB y xèo vô đây nè. Hoặc là có thể đang sang xe buýt không biết. Ủa gì ơi ơi ơi, ủa quên đó, mình đang bắt tử mà, mình đang bắt tử mà quên. Ủa thằng này mặc skin đúng kiểu BBB Việt Nam luôn á. Ủa phải không, hát cục cứt. kha, vậy là bạn này đã nghĩ mình hát rồi. Ghi bọt anh đi. Yes, để coi thật sự mình có thể bị ban một cách hát bất tử hay không nha. Các bạn biết cảm giác gì mới cay nhớ không? Bây giờ mình sẽ cầm chát quỷ Dragon trên tay. Rồi, bây giờ mình sẽ đi kiếm chuyện mấy thanh niên khác nha. Để coi có giết mình để làm mất trái Dragon hay không. Ơi, làm gì, đừng, no, đừng vô đó, tao không vô được. Nè, các bạn ơi, mình chưa giải mã cái này nữa sao vô. Nhưng mà không sao, ở cà phê chúng ta đang có khá là nhiều bạn nè. Bé Khang. Tính ra hay vậy chứ muốn bị ban trên Blackfoot cũng hơi khó các bạn ơi. Nãy giờ làm đủ thứ cách luôn mà không được. Ơi đây nè, BBB nè, nó BBB nè. Ui à. Chứ mỏi dễ cu. Đây rồi, bu vô, bá vô mình không. Ai đánh bại được tôi sẽ được chết ra gần. Ui kìa kìa, nó quýnh kìa. Ủa nó săn bao ti nhau. Người đầu tiên thực hiện được thử thách cầm trái Dragon. Ui, à nó khống chế được mình đó các bạn ơi, chứ không thể nào mà gây đam cho mình nha. Thoải mái quá. Thằng hung mạnh chết luôn rồi. Mấy bạn này chắc đen bói gói đó các bạn ơi, sao không quýnh được mình vậy. Ok, thì như các bạn thấy đó, khá là nhiều người biết mình đang hắc bất tử rồi nhưng mà không ai làm được gì mình hết. Thậm chí là bây giờ mình có thể thoải mái. Mày. Nhưng mà mình vẫn chưa bị ban nên là bây giờ chúng ta sẽ đổi sang cái hắc tiếp theo thôi nào. Let's go. Và đối với cái hắc tiếp theo chúng ta sẽ cần chuyển sang cây Crushed Dual Katana. Và bây giờ chúng ta sẽ coi. Ui, what the fuck. Hey, wait, what? Server này toàn hắc không các bạn ơi. What the hell? Ok, thì mình sẽ cho các bạn xem một cái hắc khá là bá đạo của cây CDK này. Đầu tiên các bạn bấm chữ X, ngắm vô chuẩn thằng đó nha. Xài chữ X tháo ra mày hả bội. Nhưng mà thằng này là hack nên là nó không bị đứng yên các bạn ơi. Đây rồi, một server với khá là nhiều người chơi. Let's go. Ui cần hai nổi không đây. Ủa mà tụi này đang đi red mà. No way. Đây rồi, ngoài này có một bạn level 929 nè. Ê cô đứng lại, từ nè mày. What the fuck, này bật haki quan sát các bạn ơi. Mày haki quan sát tao giết mày luôn. Mày dám dùng haki quan sát chứ tao hả mày? Chạy à. Chạy. Thôi còn một đứa nữa. Đợi anh chạy cái. Đừng dí nữa. Đừng dí tôi nữa mà. Tập gâu hên là tập gâu nó chạy lẹ. Rồi, mày vô đây.
mày gì mày gì sao ui thằng này 7 mà 4 bao ti luôn hả? Baby tu du dùng bung là bị ban đó. Baby tu du năn nỉ đi tao tha, mày năn nỉ đi tao tha. Kha Lion và tu du ai BB hay hơn? Ê mày cút ra, dám quýnh thằng này. Thằng này phải là, thằng này là con mồi của tao. Mày đứng lại đó, quýnh ai vậy? Trời ơi, mày chạy đi, mày ra đây nè, mày chạy đi. Đầu hàng đi. Mình sẽ cho nó biết thế nào là sức mạnh tối thượng nha. Nuốt chửng mày trong bóng tối. Muốn làm gì nó không phô? đi ra đi. Muốn làm gì nó không phô? Oh shit. Thôi anh nghĩ tha cho này đi Phúc ơi. Em muốn tha nó không? Ha đi chứ bắt nạt là em với anh bị ban luôn á. Nếu như các bạn muốn mình tha bạn này nhớ kéo xuống dưới like và đăng ký. Ê! Nó reset rồi. Anh hết combat rồi hả? Bro! Mấy tao quên nữa. What the fuck? Nhưng mà có vẻ thì cái hack này cũng khá là bình thường đúng không? Bởi vì mình còn chưa bị ban nữa. Ê thật sự nha, bị ban trong 10 phút mình cảm thấy khó vậy. Ok thì các bạn biết mình mới nghĩ ra một cách gì không? Đó chính là mình sẽ sử dụng auto click để đổi qua đổi lại giữa cái kiếm và cái melee này thật là nhanh. Theo mình được biết thì nếu như mình làm đủ nhanh thì Bloodforce sẽ tưởng mình là hacker và ba nạt này. Nhưng mà điều đó thì vẫn chưa có ai chứng minh hết đúng không? Nên là hôm nay mình sẽ thử review cho các bạn xem coi nó đúng hay không nha. Và các bạn cũng biết lý do tại sao mình sử dụng clone này đúng không? Đó chính là cái cách này mình nghĩ là nó có thể bị ban thật sự nên là mình phải đổi lại clone các bạn ơi. Ủa bị ban thì không? Ui bị ban thiệt kìa. Bạn bị văng ra khỏi trải nghiệm này. Đừng có cố gắng làm lắc server nữa, nếu không bạn sẽ bị ban. À chưa mà. Hình như cái lý do mà sử dụng clone là phải đó các bạn ơi. Khả năng cao cách này có thể khiến chúng ta bị ban thiệt nha. Để mình thử thêm một lần nữa hay sao. Nếu như mà các bạn bấm đủ nhanh thôi nha. Mình không biết là tốc độ bao nhiêu nhưng mà mình đang cố gắng bấm nhanh hết sức mà, mày thấy không? Ôi vẫn chưa bị ban lần thứ hai rồi. Nhưng mà nếu như chúng ta cố gắng làm thêm lần thứ ba thì sẽ như thế nào? Mình đang khá là háo hức như bạn bởi vì đây là clone á, nên là mình muốn xem thử coi là nó có thật sự bị ban hay không. Tại đó giờ mình chưa nghĩ ra cái cách nào có thể khiến mình bị ban lock food hết trơn á. Không bị ban. Anh thấy cách này cũng sút sao qua kiểu what the fuck. Giới hạn của cách đó là 3 lần hả các bạn? Chắc không phải đâu các bạn, mình nghĩ là các bạn nên làm thử đi nha. Các bạn làm thử coi mấy lần rồi comment xuống. Bạn nào biết mấy lần thì nhớ comment xuống mình biết nha. No way, vậy là chuyện này có thiệt sao? Ok, đó chính là tất cả những cách có thể khiến các bạn bị ban trong Bloodfruit. Nếu các bạn thích video này nhớ để lại cho mình một like và đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye.